ông tên Võ Hồng Thanh. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng, giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật một là một dọa. Nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng, xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận đời, vì lưa nhẫn cho đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhẫn, đến ngày con thành Phật, đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hào lòng cho tất cả chúng sinh được lợi ích lớn. Địa Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mang Ngài đủ lòng đầy từ bi, sớm mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu vô trí, nghiện chướng sao nẹo, ngưỡng mang Địa Thánh đủ lòng từ bi, sớm con cùng đến thảy tất cả chúng sinh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn lần đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đoạt được bốn tâm thanh tịnh, rốt ráo lòng đều mà sẽ mau chóng thoát y, sanh tử thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma La Hán. Kinh Địa Bồ Tát Bổn Nguyện xưng danh hiệu chư Phật. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bọt cùng Đức Phật rèn bạch Đức Thế Tôn: Nay con vì chúng sinh trang đời sao mà phô bày sự lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử đạn nhiều lợi ích lớn. Cúc xin Đế Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ trong mật sáu đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bòn, bây giờ chính đó phải lúc vài ông nên nói đi. Giả sử ông có thể sớm lùn sau nghiện đó, ta dẫu có vào niết bàn cũng không cần phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại là vị lai nữa. Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô kiếp về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính, liền đạn siêu việt tội nạn sanh tử trong 40 kiếp. Huống là vẽ đáp hình tượng cúng dường tấn thoáng, người này được vô lượng vô biên phúc lợi, lại hàng hoa hòa xa kiếp về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây phát tâm quy y với Phật trang khổ khỏi móng tay, người này trọng hẳn không còn thối chiến nơi đạo vô thường chánh giác, lại về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam giới nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoát qua lỗ tai, người này sẽ được 1000 lần sanh lên sáu tầng trời cõi dục. Huống nữa là trí tâm sân niệm lại bất khả thiết vô số kiếp
về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hồng Như Lai. Như có người nam nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy y chừng trong một niệm, người này sẽ đèn gặp vô lượng có Đức Phật xoa đành thọ ký cho. Lại là thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Chao Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc một lại tấn thành. Người này nơi pháp hội của 1000 Đức Phật trăng hiệp kiếp, làm vị đại phạn vương đèn Phật thọ ký đạo vô thượng cho. Lại về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, thờ mãi không cầu xoa đọa vào chốn ốc đạo, thường được sanh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui thù tháng vi diệu, lại vô lượng vô số hàng hòa sa kiếp về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bửu Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, liền khỏi đọa vào ốc đạo, thường ở lại công trời hưởng sự vui thù thắng phi diệu. Lại về thở quá khứ có Đức Phật ra đời Bửu Tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, sanh lòng cung kính, cung kính không bao giờ người ái sẽ đẹp quá oa lo hón. Lại vô lượng vô số kiếp về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Co So Tròn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này sẽ siêu thoát tự sanh tử trong 100 đại kiếp. Lại về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như người non người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đây, thời người này đèn gặp hàng hòa chư Phật nói nhiều pháp màu cho, đều đèn thành đạo Bồ Đề. Lại về thở quá khứ có Đức Tịnh Nhật Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Tri Thán Phật, Đức Tịnh Danh Phương Vương Phật, Đức Trí Thành Tự Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thanh Phật, Đức Võ Nghiệp Phật, Đức Nghiệp Diện Phật và có khỏa thiết Đức Phật Thế Tông. Như thế tất cả chúng sinh trong thời hiện tại cùng thu ở vị lai, hẹt là trời, hẹt là người, hẹt là nôm, hẹt là nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức. Thú nữa là niệm được thành nhiều danh hiệu, những chúng sinh đó lúc sanh lúc tử đẹp nhiều phước lợi, không cầu vỡ đọa vào ốc đạo nữa. Như có người nào sắp mộng chung hồn thân quyến trong nhòa nhẫn đến một người vì người binh sắp chết, có đó là niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, thời người chết đó trừ nam tội lớn vô gió, có nghiệp báo khó điều tiêu sạch quả. Nam tội lớn vô gió kia giàu rất nặng nề, đoán lẽ phải trải qua ức kiếp hẻn không ra khỏi đèn quả khổ. Nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khó vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nay những tội nạn đó cũng lần lần tiêu sạch. Húng là chúng sinh tự mình sanh danh hiệu chư Phật, người này đẹp vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát.